Thưa các bạn, hôm nay là ngày thứ 2 trên đảo Phú Quốc. Hành trình của chúng tôi là 8 giờ sáng nay sẽ có mặt tại bến xe buýt để vào Bin. Bin Wonder Phú Quốc nằm ở phía bắc đảo, thuộc ấp Gành Dầu, huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang. Bin Wonder Phú Quốc cách sân bay Phú Quốc 33 cây số và cách thị trấn Dương Đông nơi tôi đang thuê khách sạn khoảng 20 cây số. Địa điểm bến xe buýt miễn phí chở khách vào Bin thì nằm trên đường 30 tháng 4 ở trước cửa trường tiểu học và trung học cơ sở Khải Trí, bên cạnh là phủ thờ Quán Thánh Đế Quân. Nhìn sang đường là quầy thuốc Tây Nam Phong. Để kịp chuyến xe buýt vào Bin sớm, hai bác cho tôi dậy thưởng thức hai tô phở Hà Nội ngay trên hòn đảo Phú Quốc này. Và bên trước chân trong anh chị ơi. Mình xích vô trong chút xíu mới thấy đường chạy này chị ơi. Thưa các bạn, trước khi đi, tôi đã lên mạng xem và đặt vé, đặt tour thông qua công ty San Hô Đỏ Phú Quốc. Tại đây, giá rất ưu đãi. Nếu vào VinWonder thì sẽ nhận được một mã code. Sau khi check-in xong qua cửa rồi thì mới phải thanh toán tiền. Giá vé vào Vin người lớn là 815k một người. Nếu các bạn tham quan vườn thú Safari thì giá vé sẽ cao hơn. Nhưng với tôi, muốn ở lại VinWonder chơi được lâu hơn nên không đi vườn thú Safari. Vì VinWonder nhiều điểm cần chơi quá nên chúng tôi sẽ chơi từ lúc 9 giờ sáng đến 3 giờ chiều, sau đó sẽ sang bên Vancouver, thành phố không ngủ để vui chơi và thưởng thức màn nhạc nước đỉnh cao, sau đó sẽ đi xe buýt miễn phí về chợ đêm thị trấn Dương Đông. Các bạn lưu ý, vé vào VinWonder Phú Quốc đã bao gồm tất cả các hoạt động vui chơi, giải trí, tham quan trong khu vực VinWonder như đại lộ châu Âu, thế giới diệu kỳ, khu làng bí mật, thế giới phiêu lưu, thế giới lốc xoáy, thủy cung, sân khấu nhạc nước, v.v. Thưa các bạn, xe đang tiến vào VinWonder Phú Quốc. Bên đường, ta thấy những dãy nhà cổ kính mang phong cách cổ điển châu Âu. Đến đây ta liên lạc vào một thị trấn êm đềm như trong truyện cổ tích Grimm. Ta nhìn thấy những tòa lâu đài theo kiến trúc châu Âu, những căn nhà mái nhọn, những ô cửa xinh xinh, cả thị trấn mang màu sắc nâu đỏ vàng ghi xanh. VinWonder Phú Quốc là công viên chủ đề lớn nhất Việt Nam, hàng đầu châu Á và là khu vui chơi nhất định phải đi khi đến đảo Ngọc. Vì thế, bác cháu tôi đã đến VinWonder Phú Quốc. Xin giới thiệu với các bạn, đây là quảng trường Grimm VinWonder. VinWonder Phú Quốc là công viên chủ đề lớn nhất Việt Nam, gồm 6 phân khu, 12 chủ đề lấy cảm hứng từ các nền văn minh thế giới, hơn 100 trò chơi hàng đầu thế giới, công viên nước, hơn 36 trò chơi cùng 2 đường trượt khủng nhất và thủy cung sở hữu một trong 5 bể lớn nhất thế giới. Đây là địa điểm đầu tiên du khách sẽ vào tham quan, đó là đại lộ châu Âu, một con đường chính dẫn vào thiên đường vui chơi giải trí lớn nhất Việt Nam. Hai bên là hai dãy nhà gồm các cửa hàng mua sắm và các quán cà phê giải khát.
Thưa các bạn, trước mặt là lâu đài huyền bí, đẹp lung linh tráng lệ, nguy nga như một cung điện đích thực trong các câu chuyện cổ tích. Ở đây mỗi tối sẽ có một show diễn kết hợp độc đáo của màn nhạc nước rất tuyệt vời. Ta đang bước vào khu công viên nước Vingroup. Đây là công viên nước lớn nhất Đông Nam Á với hai đường trượt khủng nhất Việt Nam và bể tạo sóng siêu to khổng lồ. Ở đây có các trò chơi cảm giác mạnh như sóng thần Wahoo, cuồng phong thịnh nộ, nọc độc mãng xà, nhưng cũng có những trò chơi rất nhẹ nhàng hấp dẫn như ví dụ như dòng sông kỳ bí, vòi rồng Hawaii hoặc là chinh phục sóng thần. Xin giới thiệu với các bạn, đây là dòng sông Lười thơ mộng. Chúng ta chỉ việc nằm trên phao và dòng sông sẽ đẩy ta đi. Đây là bãi biển Aloha, có sóng thần Oahu, giao lộ bí ẩn, rồi các trò chơi như rơi tự do, dũng sĩ tia chớp, cuồng phong thịnh nộ, cú rơi thần tốc và nhiều trò chơi cảm giác mạnh khác. Không biết các bạn có cùng cảm giác giống tôi không, chứ tôi có cảm giác như là mình đang ở trên một bãi biển thu nhỏ, nước rất xanh và cát rất vàng. Bên trên là những tán lá dừa và những ô che nắng. Thời tiết hôm nay rất nắng nóng và đi bộ khá mỏi chân, nhưng cứ theo chỉ dẫn, bác cháu tôi đi tiếp thôi. Chúng ta đang tham quan thế giới diệu kỳ. Hình ảnh chúng ta đang nhìn thấy là hình ảnh thạch xanh với chiếc búa đánh trần tinh. Điểm đến của chúng ta là Vương quốc kỳ thú. Chúng ta như đang lạc vào thế giới thần tiên của các câu chuyện cổ tích ngày xưa. Đó là rơm. Ngày xưa, ngày xưa, ở vùng Tuscan nước Ý có một bác thợ mộc tên là Geppetto. Một hôm nhặt được vụn gỗ đẹp, bác nghĩ ra sẽ làm một chú bé bằng gỗ. Bác đục đẽo một lát làm ra được một chú bé bằng gỗ, đặt tên là Pinocchio.
là câu chuyện cổ tích ba chú lợn con mà em bé tiểu học nào cũng đều biết. Chúng ta lạc vào xứ sở thần tiên với các câu chuyện cổ tích như Người đẹp và quái thú, Nàng công chúa tóc mây, những câu chuyện tình rất nhẹ nhàng và lãng mạn. Xin được đọc câu thơ được in trên đây. Tự trên giường này, nàng sẽ tỉnh giấc, với nụ hôn của tình yêu đích thực, lời nguyền sẽ được hóa giải. Chúng ta đến với câu chuyện cổ tích Nàng công chúa tóc mây. Nào hãy bước vào tòa tháp để trở thành nàng công chúa tóc mây. Không chụp ảnh với cái này ha. Tiếp đến chúng ta sẽ tham quan ốc đảo bí ẩn của Hayden Oasis. Đây là con thuyền cổ rất đẹp. Chúng tôi xin trân trọng thông báo chương trình biểu diễn bộ điệu Maya sẽ diễn ra trong 15 phút nữa. Maya, bác cho bác ngồi sau này nhé. Bàn vàng bạc đô la ơi, ai hốt không? Cháu đi nha. Các bạn, thời tiết hôm nay khá nắng nóng, đi bộ quá nhiều cũng thấm mệt. Chúng tôi tìm một nhà hàng nằm gần cung điện Hải Vương để dừng chân và ăn trưa. Thank you.
Sau khi ăn và nghỉ trưa xong thì bác cháu tôi lại tiếp tục cuộc hành trình khám phá Vingwonder. Đây là một trò chơi cũng rất mạo hiểm nhưng nó lại kích thích tính hưng phấn của du khách. Chúng tôi theo các cô nhân viên để đến được vòng xoay mặt trời. Trời rất nắng, đoạn đường cũng hơi xa, nhưng cuối cùng bác cháu tôi cũng đã được ngồi trên cabin của vòng quay mặt trời. Ngồi trên vòng xoay này, chúng ta được chiêm ngưỡng toàn cảnh của Phú Quốc. Một màu xanh của trời, mây, nước, một màu xanh của những dãy núi nhấp nhô trải dài, một màu trắng tinh khôi của những villa và khách sạn, gần nhất là khu tổ hợp vui chơi Vingwonder. Tôi đang ở độ cao trên lưng con rùa có tên Cung điện Hải Vương. Xin được giới thiệu với các bạn Cung điện Hải Vương ở phần sau nhé.